Sáng nay, tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên. Tại lễ tuyên dương, ban tổ chức đã trao bằng khen thưởng cho 18 giáo viên, đoàn viên đến từ 18 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh. Đây là những giáo viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên. Trong năm học qua, đã có những phấn đấu, cố gắng và đạt được những thành tích cao trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Hưng Yên cũng trao tặng bản đồ Tổ quốc cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Cùng ngày, Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập Hội đồng đội tỉnh, quy chế hoạt động Hội đồng đội tỉnh khóa 16 giai đoạn 2023-2028, đánh giá hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024.